Và xin chào các bạn. Trận chung kết tranh giải bóng chuyền nam chào mừng 78 năm cách mạng tháng 8 và mùng 2 tháng 9 năm 2023 giữa đội trường cấp 3 Xuân Giang, đội trường trung học phổ thông Xuân Giang với đội con Kiêu. Ở phía trước màn ảnh nhỏ các bạn là các cầu thủ trường trung học phổ thông Xuân Giang, ở bên kia sân là các cầu thủ trường Kiêu. Trận đấu bắt đầu. Vâng, đổi điểm cho trung học phổ thông 1-0.3-0 rồi. Vâng, không kêu đấm bóng tốt. 1-3. Vâng, phát bóng ngoài. Điểm cho Thông. Vâng, trong vòng bảng Thân Kiêu thua trường cấp 3, trường trung học phổ thông. Hai đội lại tiếp tục gặp đội chung kết. Đấy nhé. Đâu? Mày! Một chắn bỏ đánh năm giờ một chắn chắn vào đây chắn Trung ơi, Trung ơi, không cần phải đập mạnh như đâu, mất sức lắm. Đấy xin. Không được. Rồi. Con Kiêu không có lực lượng trắng. 9-4 rồi. Nó các cầu thủ Con Kiêu là Quỳnh dạo này ác nhỉ, rượu không có đối thủ. Ở đây. Đấy. Thế đâu? Đó. Không, Con Kiêu bỏ vào tốt. 5 người. Ở đấy của Trung. Trên rồi không di chuyển nữa. Bóng qua lưới. Nhiều nơi là mỗi cái góc này đây này Quân phải nửa tay của mình. 9-13 rồi các bạn. Biết hết. Đây rồi. Đoàn cầu thủ Con Kiêu đập rất đặc căng, chính xác. Điểm cho Con Kiêu 10-13. Quả chắn vào đây. Vâng, Con Kiêu không chắn được. Không có lực lượng để chắn bóng. Vậy là chắn ở đâu? Con Kiêu mà không có lực lượng chắn là không có thủ chắn là không có đấy. Trả thế này nó khó lắm, khó chắn. Tốt. Cái đó nó bỏ rồi. Cái đó. Anh vào đây. Tay em. Vâng, 18 22 ngoài. Không có làm sai. Điểm 24-19. Thấy người như thế mà vòng cao đấy. Dạ bắn lên nào. Điểm 20-24. 21-24 các bạn ạ. Xách còi. Đâu, có gì không? Anh đi, chuyển nó đi, ai chuyển đánh luôn. Hết xét ra đội của La Nam Vấp Phổ Thông. Vâng, xét thứ nhất tạm thời trường Trung học Phổ thông thắng 25-20. Và đội điểm 1-1. Và con Kiêu, các cầu thủ con Kiêu ở phía trước màn đỏ các bạn. Còn sân ở phía kia là Trung học Phổ thông. Ở sách thứ hai này là con Kiêu phải giành thắng môn này, là sách này thì mới được hy vọng để đánh tiếp sách thứ ba. Các cầu thủ trường Trung học Phổ thông và nó đánh đều, cầu thủ nào cũng đánh được, đập được và cũng chạm bóng tốt. Anh Vũ Linh ủng hộ 100.000. Đúng rồi, tôi muốn anh. Trường cấp 3 là do phổ thông nó có người thấp thôi nhưng mà nó chắn được bóng hết. Quả nào có hai cũng có người, hai người chắn. Các cầu thủ đều là Còn các thủ Xuân Kiêu là hầu như là chỉ có cầu thủ chính là có đập chắn thì không được, vì mệt sẽ mệt chân. Ê, bắt có một thì không được à? Chân đất nhá. Cho các bạn Xuân Giang là đây, học sinh toàn chân đất thôi, nhưng mà toàn chân đất nhảy rất là cao. Nhảy rất cao, chắn bóng rất tốt. Người cũng không cao lắm đâu, nhưng mà cũng khoảng 1m7, 1m6, 1m65 này đấy thôi. Có hai này đều sát quá. Cái này có vẻ chưa qua đấy, muốn nhanh như đâu. Chín 15 rồi, 6 quả, nói chung là rồi, mà tay rồi. Nếu hơi sát đấy. Hơi bắn. Là số 4 là của cấp 3 Xuân Giang, đập rất ác. Người thấp nhỏ, người nhỏ đập quả nào của đấy nó là rất là căng. Ai không là thôi rồi. Mười 19 ạ. Quả lộc đấy, lộc ạ. Cắt không sao. Hai chuyền đánh luôn. Đánh ngay. Nó có nhảy đâu. Làm cái tấm ảnh cái này ra. 12. Cắt này. Chuyền hai chuyền cho nó. Cao lên. Không sao cả, bóng năm rồi. Bóng dưới vào. Bóng ngồi 23 13. Không biết được. Quá mà nhắc một tí nữa sao còn xuống dưới này mà không phải xuống dưới sân. Bước bộ lên. Bước bộ lên, bước bộ lên, bước bộ lên. Đi đâu em? Chắn. Bám lên vào đây. Kìa. Bây giờ là cái thế nó đang điêu điểm. Đánh ra ngoài nó bỏ cái dương. Nó làm tắt đây gọi. Quả mà. Sắt cả lưới. Một 24 rồi. Vâng, 24 là 20 này thôi. Vâng, 25. Kết thúc sách thứ hai là trường trung học phổ thông thắng 25-17. Kết quả chung cuộc là đội vô địch là trường trung học phổ thông Xuân Giang đánh thắng 2 set. Đội nhì là Thuận Kiêu. Chúc mừng thầy, chúc mừng thầy ạ.